xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày lễ Father Day. Mình rảnh rỗi đây, mình chạy một khu một vòng ở cái khu vực mà mình ở đây. Cái này khỏi giới thiệu, tự quý vị biết thì comment ở dưới giùm. Nhìn sơ qua cái là biết rồi, khu Bến Thành Plaza, mình chỉ nói vậy thôi, ở thành phố Arlington. Nói nôm na thì ở đây cái cộng đồng mình cũng khá đông. Bây giờ chia ra nhiều khu vực, đây là cái khu vực gọi là Bến Thành Plaza, không có rộng lắm mà cũng không có chật lắm, tương đối cầu vừa đủ xài. Tôi nghe nói Bến Thành Plaza bữa nay sale tâm hồn quý vị, thì ở đây mình chạy lên chợ một tí xíu nữa mình sẽ vô chợ mình coi chương trình rồi tâm hồn sale cỡ nào. Nghe nói là như vậy, cộng đồng một phao thôi. Đó, quý vị thấy không, đây là đường đại lộ Lê Lợi đâu rồi, cái bảng đâu rồi không thấy vậy. Đây là khu này là khu Việt Nam mình, nước chương bò rồi ngọc trúc thịt cam khô. Đây chợ Bến Thành, đây chút nữa mình sẽ vô chợ Bến Thành. Chắc dân thổ địa ở đây thì người ta nhìn cái người ta biết ở đâu rồi, người ta nói rồi. Mình quay cho những người chưa từng tới Arlington, Texas. Quý vị có thể thưởng thức và coi cho biết cái khu cộng đồng hải ngoại mình. Tới đây có hủ tiếu Mỹ Tho đây, món này cũng rất là ngon. Ngon cũng tùy theo người đó quý vị, mỗi người có cái khẩu vị khác nhau. Ở đây tại mình nhớ Việt Nam quá đi, nó có chút xíu ở đây mà mình cũng phải bỏ tên đường nữa. Ông chủ khu vực này không bỏ tên đường nhiều lắm, gợi nhớ là quê hương đó, đường Nguyễn Huệ rồi đường Lê Lợi. Giờ mình sẽ vòng ra trước đây coi cái cổng lớn đây, đó. Ngay chỗ cái góc đó là cái đường Lý Thái Tổ đó. Đường xá tên từ xưa hết rồi đó, Lý Thái Tổ rồi tới Lạc Long Quân nữa này nè, Lạc Long Quân cái đầu đó, Lạc Long Quân của mình đó. Rồi vòng qua đây cà phê Bóng Bùa. Ai chưa từng tới đây thì nhìn đỏ đi, rồi có dịp thì về đây. Ở đây cũng đi giờ cũng sung lắm, mùa này mùa cúm, nhưng mà thấy bà con mình cũng tự hào như nó như sung túc. Đây khỏi giới thiệu là cái bảng đây rồi, nhìn thấy nè, đây là cái cổng nó giống cổng chùa quý vị. Cái này hồi mới cất ai cũng nói cái chùa hết chứ không phải cái khu chợ, nhưng mà thấy họ cũng ăn nên làm ra như vậy cũng tốt. Cái cổng rất là ngoạn mục, biêu cái cổng này không tôi nghĩ gần năm đó theo tôi nhớ. Đường Trần Hưng Đạo kìa, Trần Hưng Đạo. Thì nhờ có nhiều chợ là mình mới khách hàng ta mới đỡ, là tại vì nó cạnh tranh
cổng nó chắc cất lên có ý nghĩa với cái chùa này quá này nè. Rồi bên kia là cái chùa Một Cột gì đây. Đây tí xíu là mình sẽ vô chợ Bến Thành mình coi tôm hùm sale này. Mình vô hơi lẹ. Quay cái chùa Một Cột mình thấy ra đó ngồi thưởng thức buổi chiều ngồi rất là đẹp. Ok được rồi, bây giờ mình vô trong vô trong chợ thì khám phá là có gì. Đẹp ra đây đẹp lắm. Chưa tới Tết hôm mai cái gì học đẹp này. Bây giờ Bến Thành trời ơi đây là bánh 8.99, bánh này là bánh mì sữa. Ổi đi. Nhà trồng hai cây ổi mà chưa được trái nào hết. Tính bao nhiêu trái rồi. Ổi 3.89 bao. Rất là bự và ngon quý vị. Nhìn thấy phê thì mình có mua rồi, ăn thử rồi rất là ngon. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Thành Long cũng bánh thao thôi. Hay là không chính. Không biết ruột gì nữa. Ok, mình nhảy qua bên đây mình mua cái gì đây. Một bằng kính chính thao xoài rồi cái này nè. Và cái xoài họ bọc kỹ không? Rất là kỹ. Sợ nó dập hay sao mà thôi. Xin vui lòng không xe bịch. Nhưng mà chôm chôm cũng có. Không không, không có chôm chôm thì để chôm chôm nhé. Xoài tượng, đúng rồi, cái này là xoài tượng. Ba đồng thao. Đây là hàng đông lạnh nè quý vị, hàng đông lạnh rất là nhiều. Còn đây nữa. Đông lạnh hai hàng dài không ngon. Bia rất ngon. Sao tâm hồn được, phải xem không? Cá tươi sống đồng hồ nè quý vị. Giá tôm có đó được rồi. Cá này
không được quyền nói chứ đâu có nó đang sale không. Ok, tâm hồn thì giá đang sale là cái gì? 8.9. Thế là con khỏi là vừa là con này lỗ nó to mà đâu tệ lắm. Thế còn chơi luôn đi. Ok. 15 con là 10 phao đúng rồi. Yes sir. Dạ anh lựa con bự càng tốt, càng bự càng tốt. Nếu lựa được bự thì càng tốt. Có một sai không? Cá rô phi, còn mẹ cá hồng. Niềng răng lại nó bị móp. Con này nè. Rồi ngày thôi nó đã bị móp. Nha, nó bị móp mà chứ đó của ta là về của anh rồi. Rồi đâu. Nó đi niềng răng lại. Nè anh nội này nó móp rồi, vô là thấy là quả nãy giờ rồi. Ok, 13 con được rồi. 13 con được rồi. Dạ. Con này con gì anh? Ốc gì vậy? Con này nè, ốc này ốc gì ta? Ốc trời. Dài lắm. Dài nhất rồi. Dài lắm.
Dạ. Cái đó để lại. Đây là bầu cá qua hàng thịt. Mình đớp được 10 phao tôm hùm. Chắc là về mình làm tôm hùm hấp. Tôm hùm ra. Mình lại trên đường về. Nghe nó chửi nữa. Ông nội nó trời ơi, cái chị Mỹ Đen mà chị chạy về mà biểu mẹ làm sao mà mình sống nổi đây. Cái xứ sở này mình ăn nhờ ở đậu mà tưởng mình lái xe dở rốt cuộc. Mà chị lái về rồi chị nói mình ăn hiếp chị. Chưa biết ai ăn hiếp ai à. Đường xá này của thành phố đâu phải của chị đâu mà chị dành chị lái kiểu này. Thua. Này là bó cục chân, bó toàn thân luôn chứ không phải là bó tay. Đây trên đường về nè. Quý vị đi chợ Bến Thành. Đúng rồi, chợ Bến Thành bữa nay có sale tôm hùm. Chắc dịp lễ này sale đó, mình bước 10 phao rồi, 11 phao rồi. Lát về có bò Kobe nữa, còn bò của Japan, chợ bò Nhật Bản đó quý vị. Lát về mình tiếp tục nhập, mình sẽ làm cái clip chung với cái tôm hùm. Bò đó mua 300 đồng một phao, họ ship về rất là đặc biệt. Tí xíu về mình sẽ làm cái chương trình bò đó riêng để mà mình cộng với cái tôm hùm để mình coi, mình ăn, xem xong rồi ăn luôn. Thank you.
xá khu vực mình ở thì rất là nhiều, tương đối cây nó cũng mát mẻ. Mỗi thành phố, mỗi cái địa danh của mỗi thành phố đều khác nhau quý vị. Ai chưa tới đây thì phải nhìn. Trước mặt mình là một cái nhà thờ của các thánh tử đạo Việt Nam, nhà thờ rất là lớn. Có cộng đồng mình ở đây. Tí xíu chạy ngang là mình sẽ quay cái nhà thờ lớn của Việt Nam mình đây. Nhà thờ này được thành lập khoảng 25 năm nay rồi chứ không phải nhỏ. Đây. Các thánh tử đạo Việt Nam đây. Nhà thờ rất là vĩ đại. Tất cả đây là tiền của giáo dân mình gom ra được. Đồng ở đây một việc tị nạn nguyên cảnh sát anh em mình quay clip để trao đổi văn hóa với nói chung là gì giải trí quý vị, entertainment chứ không có đụng chạm một tôn giáo hoặc là một chính trị nào hết. Quý vị xem thì thích thì comment hoặc là like rồi share, subscribe cho mình. Có cái chị Nhung là Nhung Phan cuộc sống Mỹ Texas đó quý vị, follow giùm. Nếu quý vị ủng hộ thì tiếp tục like và share giùm mình và view. Bắt đầu thôi. Là mình cũng thường coi những clip mấy anh làm ở Việt Nam, nhìn rất thích. Thì đó cũng là cái trao đổi, tại vì ở Việt Nam thì thích có thể không coi được bên này, mình lại thích coi bên kia, ví dụ vậy để mình trao đổi. Cái YouTube rất là lợi hại, chia sẻ văn hóa để trao đổi trên mạng. Khi người ta không được đi Mỹ hoặc là những người ở đây không có điều kiện về Việt Nam thì đó là cái chia sẻ để mình coi. Xin chào, mình tới nhà rồi. Hoa bên kia đó quý vị thấy không, mình có công xếp hôm bữa mình làm đó, bữa nay nó rất là khá đẹp. Mình sẽ làm cái bếp mà khi nó lên lớn rồi mình sẽ làm cái này cho quý vị coi.